Các bạn đang nghe truyện ta chỉ muốn hủy diệt tông môn sao lại thành thần rồi trên kênh TV Audio CV. Chương 672, Chấn Động Một bạch và bọn người một Việt quốc đã vắt óc suy nghĩ trong một thời gian dài mà không có tiến triển, nhưng tinh Hà Sư Huynh đã giải quyết nó chỉ bằng một câu nói. Lại còn là một giải pháp hoàn hảo như vậy, nhìn thấy biểu cảm của tinh Hà Sư Huynh từ phấn khích chuyển sang bình thản tư mã biên lại một lần nữa cảm thán Mọi người đều nói Tinh Hà sư huynh là người có thể đối mặt với núi lở mà không thay đổi sắc mặt, trước đây chỉ nghe nói, hôm nay mới thực sự được chứng kiến. Đối mặt với phương pháp thần kỳ như vậy, ngay cả đại trưởng lão cũng cười toe toét. Nhưng nhìn Tinh Hà sư huynh của chúng ta, trên mặt hắn ngoài sự bình thản ra không còn gì khác, có lẽ trong mắt Tinh Hà sư huynh, một Bạch và những người khác vẫn chưa đạt đến kỳ vọng cao nhất của hắn trước đây ta còn lầm tưởng rằng tinh hà sư huynh phấn khích như vậy là vì muốn đốt linh điền dược, bây giờ ta mới biết, tinh hà sư huynh căn bản không hề phấn khích vì điều này, tư mã biên là một người thích nghe kể chuyện, trước đây thường nghe người kể chuyện nói rằng trên đời có thần nhân có. Thể giải quyết mọi khó khăn trong lúc nói cười, tư mã biên nghe xong cũng chỉ cười trừ cho qua. Những điều đó chỉ có thể tồn tại trong miệng của người kể chuyện mà thôi. Nhưng hôm nay Tư Mã Biên mới nhận ra, thì ra những gì người kể chuyện nói đều là sự thật trên đời này thực sự có thần nhân như vậy tinh hà sư huynh của chúng ta thật sự là thần nhân sở tinh hà không biết mình có phải là thần nhân hay không sở tinh hà chỉ muốn nói rằng đây là cái gọi là đốt lửa sao các ngươi đặt hỏa tinh thạch xuống đất gọi là đốt lửa đúng không một bạch ý ta là như vậy sao ta đến linh điền dược là để xem ngươi thành công rực rỡ sao ta đến đây để xem lửa cháy linh điền ta đến đây để đột phá Quả là ta không đột phá mà ngươi đột phá là có ý gì? Một bạch phấn khích ngay tại chỗ kể cho mọi người có mặt về tác dụng của loại linh dược hoàn toàn mới này. Không nghe thì không biết, vừa nghe sở tinh hà thiếu chút nữa tại chỗ tắt thở mà chết. Một bạch nói rằng, loại quả này có tác dụng cơ bản nhất của hồi huyết đan, mặc dù hiện tại chỉ có 9 phần công hiệu của hồi huyết đan, nhưng nếu một Việt quốc tiếp tục nỗ lực, đạt đến 10 phần thậm chí vượt qua 10 phần cũng không phải là không thể. Và đây còn chưa phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là sản lượng của thứ này ngay cả đại trưởng lão nghe xong cũng cảm thấy sợ hãi. Một bạch nói rằng, nếu một Việt quốc trồng thứ này, đại khái 7 ngày là có thể phát triển đến mức độ này, hoặc nghe thì có vẻ cũng không có gì, 7 ngày thì một luyện đan sư bình thường cũng có thể luyện chế ra 1.000 viên hồi huyết đan đúng không? Nhưng đơn vị trồng trọt của một Việt quốc không phải tính theo quả, mà tính theo mẫu, một bạch lấy một tiểu thất, kẻ kém cỏi nhất làm đơn vị tính toán, hắn ước tính nếu để một phế vật trong số những phế vật như một tiểu thất thúc đẩy, trong vòng 7 ngày có thể trồng được hơn 100 mẫu, mỗi mẫu có thể sản xuất ra 3 hoặc 4 ngàn thứ này, tha thứ cho khả năng tính toán của sở tinh hà thực sự kém cỏi nhất thời hắn không thể tính ra được trong 7 ngày có thể sản xuất ra bao nhiêu viên. Hồi huyết đan, hơn nữa đây mới chỉ là hồi huyết đan, theo kinh nghiệm trước đây của một bạch, tất cả các loại đan dược dưới tam phẩm đều có thể trồng được, trên tam phẩm thì thật sự không được. Nhìn một bạch thở dài, đại trưởng lão run rẩy một bạch à, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Luyện đan sư tam phẩm là một cảnh giới mà nhiều người cả đời không đạt được, ngươi lại có thể dễ dàng trồng ra đan dược tam phẩm, ngươi không để cho các luyện đan sư cấp thấp một con đường sống nào cả, đại trưởng lão, một bạch cả gan muốn thỉnh cầu đại trưởng lão một chuyện. Một bạch nghiêm nghị lên tiếng. Muốn phần thưởng gì, cứ nói đi. Khu mặt đại trưởng lão hôm nay chưa bao giờ hết hình dạng hoa cúc. Lúc này nhìn một bạch, đại trưởng lão vui mừng từ tận đáy lòng. Vì vậy, một bạch muốn bất kỳ phần thưởng nào, ngay cả khi nó hơi quá đáng, đại trưởng lão cảm thấy đều có thể chấp nhận được. Cảm ơn đại trưởng lão. Hôm nay một bạch muốn đặt tên cho loại linh dược mới này là tinh hà chi tinh. Xin đại trưởng lão cho phép. Lời vừa nói ra, cả người đại trưởng lão chấn động. Khi một bạch vừa đề cập đến việc muốn một yêu cầu đại trưởng lão còn tưởng rằng một bạch muốn phần thưởng gì đó cho các đệ tử một việt quốc nhưng lúc này đại trưởng lão mới hiểu ra một bạch lại muốn làm điều này đối với tên gọi này đại trưởng lão cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì mặc dù một việt quốc là người phát triển loại linh dược này lần này nhưng thực sự mà nói nếu không có sự chỉ dẫn của tinh hà cũng không thể nào tạo ra một loại thần dược như vậy một bạch chọn lấy tên tinh hà để đặt cho linh dược đây cũng là để cảm ơn tinh hà đã khai sáng cho họ lấy tên tinh hà một bạch muốn để tất cả người một việt quốc ghi nhớ ân tình của tinh hà sư huynh đối với một việt quốc chúng ta chúng ta mãi mãi không thể báo đáp cũng muốn nhân đây nói với toàn thiên hạ trong lòng người một việt quốc chúng ta tinh hà sư huynh chính là vị thần duy nhất trước có siêu thần khí tinh hà chi quan của âu dương gia làm chấn động thiên hạ nay có tinh hà chi tinh của một việt quốc lại tạo ra huy hoàng yêu cầu của một bạch đại trưởng lão không chút do dự trực tiếp quyết định từ hôm nay trở đi tất cả các loại linh dược do một việc quốc nghiên cứu ra đều được đặt tên là tinh hà chi tinh tinh hà chi tinh hồi huyết đan tinh hà chi tinh hồi linh đan tinh hà chi tinh các loại đan tên tinh hà chi tinh đã được một bạch và đại trưởng lão quyết định trong lúc trò chuyện còn về phần sở tinh hà người được sử dụng tên để đặt tên cho nó lúc này đang rưng rưng nước mắt cái gì thực ra ta cảm thấy không cần thiết phải làm vậy một bạch à Hôm nay Tinh Hà sư huynh của ngươi đã rất khó khăn rồi, ngươi hoàn toàn không cần thiết phải học theo cái tên Âu Dương Minh kia để lại một lần nữa đào mộ người đã khuất. Ngươi đang ca ngợi công đức của ta sao? Ngươi mẹ nó đang muốn để ta bị treo trên cột ô nhục cả đời này có được không? Hôm nay ta đến dược điền thật sự chỉ muốn đốt một mồi lửa thôi, ta căn bản không nghĩ tới cái gì Tinh Hà chi tinh cả. Các ngươi làm gì vậy? Sở Tinh Hà nhảy ra nói hay là lấy tên của đại trưởng lão để đặt tên đi nhưng đại trưởng lão ngay lập tức từ chối dù sao lần trước khước tà đan đã là do đại trưởng lão đặt tên rồi lần này đại trưởng lão sao có thể làm chuyện này nữa vì vậy cuối cùng đại trưởng lão đã quyết định gọi là tinh hà chi tinh sau này tất cả mọi người nhắc đến thứ này đều sẽ nghĩ đến tinh hà đồng thời đại trưởng lão cũng dặn dò một bạch tất cả các loại linh dược dưới tam phẩm một việt quốc các ngươi cần phải trồng ra trong thời gian ngắn nhất lần này hạo thiên tông chúng ta sẽ dùng sức một tông chấn động toàn bộ giới luyện đang thiên hạ một bạch nghiêm nghị nói xin đại trưởng lão yên tâm một bạch nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ về phía tư mã biên đại trưởng lão cũng giao nhiệm vụ cần phải trong thời gian ngắn nhất bán hết tất cả các loại đang dược cấp thấp trong kho nếu không một khi tinh hà chi tinh ra đời thì tất cả các loại đang dược cấp thấp hiện có e rằng đều sẽ trở thành rác rưởi dù sao với sản lượng khủng khiếp và chi phí vô cùng thấp của tinh hà chi tinh nhất định sẽ gây ra một cú sốc lớn đối với thị trường đan dược cấp thấp toàn thiên hạ. Tư Mã Biên cũng không do dự, gần đây có người liên tục liên lạc với hắn nói muốn mua số lượng lớn đan dược, trước đó vì đan dược của thương hội phía Bắc không có bổ toàn tiếp nên Tư Mã Biên cứ lần lửa mãi, bây giờ Tư Mã Biên không còn chút do dự nào nữa. Ngay lập tức liên lạc với kẻ hô hào muốn mua số lượng lớn đan dược cấp thấp kia, bán hết tất cả đan dược cấp thấp hiện có của thương hội phía Bắc cho người này theo từng xe đang dược được kéo đi khỏi thương hội phía bắc tư mã biên mới thở phào nhẹ nhõm chu hiểu quang là một quản sự ẩn mình trong bóng tối của chu thị y đường trước đây chu thị y đường sụp đổ người chu thị ly tán nhưng chu hiểu quang không từ bỏ chu hiểu quang là một người có ước mơ hắn tin rằng ông trời không thể mãi mãi đứng về phía hạo thiên tông chu thị y đường nhất định còn có cơ hội cuộc khởi chu hiểu quang chọn đầu quân cho ma môn muốn mượn ma môn để đông sơn tái khởi chu hiểu quan chỉ muốn thốt lên một câu trời cao không phụ người có lòng chu hiểu quan ta cuối cùng cũng đợi được cơ hội chỉ vài ngày trước ma đế đại nhân đích thân gửi đến tin tức phong đô vạn quỷ đại trận của hạo thiên tông không thể tiếp tục luyện đan tin tức này vừa ra chu hiểu quan lệ rơi đầy mặt chu thị y đường của ta cuối cùng cũng đợi được cơ hội lật mình rồi không còn phong đô vạn quỷ đại trận để luyện chế đan dược thử hỏi hạo thiên tông các ngươi tính là cái thá gì hạo thiên tông các ngươi lấy cái gì so với đống phế phẩm luyện đan của chu thị y đường chúng ta chu hiểu quan tập hợp toàn bộ nhân lực còn lại của chu thị y đường tìm đến những kẻ phế vật luyện đan trước đây sau khi dùng tình động lòng người dùng lý thuyết phục những kẻ đó đã một lần nữa bị hắn thu thập lại những ngày này dựa vào tài nguyên của ma môn chu hiểu quan đã luyện chế vô số đan dược phẩm chất thấp dẫu rằng so với đan dược của hạo thiên tông chẳng đáng một đồng nhưng Hạo Thiên Tông các ngươi nay không còn phong đô vạn quỷ đại trận, thử hỏi còn tư cách gì để đối đầu với Chu thị Y Đường chúng ta? Chu Hiểu Quang đã mưu tính nhiều ngày, nhất quyết phải đánh thẳng vào mặt Hạo Thiên Tông một đòn. Và thu mua đan dược của Hạo Thiên Tông chính là một phần trong kế hoạch ấy. Chỉ cần mua sạch đan dược của các ngươi, để các ngươi không còn đan dược nào để bán, đến khi Chu thị Y Đường chúng ta tái khai trương, cho dù đan dược của chúng ta có tệ thế nào, đám tán tu kia cũng chỉ còn cách đến chỗ ta mà mua. Vài ngày đầu, Chu Hiểu Quang không ngừng cho người liên lạc với Tư Mã Biên, quả nhiên như hắn dự đoán, Tư Mã Biên cứ mãi đùng đẩy, vòng vo quanh co về việc mình cần mua một lượng lớn đan dược. Thông minh như Chu Hiểu Quang đương nhiên biết đây là chiến thuật trì hoãn của Tư Mã Biên. Nhưng Tư Mã Biên ngươi, có thể trì hoãn được một lúc, liệu có trì hoãn được cả đời, tin tức phong đô vạn quỷ đại trận không thể luyện đan cũng là do chu hiểu quan thuê người lan truyền nhiều người sau khi biết tin đều kéo về thương hội phía bắc để mua đan dược với số lượng lớn chu hiểu quan qua điều tra rõ ràng nhận thấy sắc mặt lo lắng của đám người thương hội phía bắc hắn đoán rằng kho đan dược của thương hội phía bắc chắc không còn nhiều nữa lần này khi tư mã biên đột nhiên đồng ý bán một lượng lớn đan dược chu hiểu quan nghe tin chỉ cười lạnh một tiếng hừ hạo thiên tông các ngươi đây là đang dùng chiêu dụ địch vào trồng muốn ta tưởng rằng tin tức là giả rằng hạo thiên tông vẫn còn nguồn cung đan dược mới các ngươi đánh giá thấp chu hiểu quan ta quá rồi mà đế đại nhân đã nói với ta tin tức tuyệt đối chính xác vì thế hành động của tư mã bi ngươi chẳng qua chỉ là uống thuốc độc để giải khát mà thôi ngươi dám bán chu hiểu quan ta dám mua đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng trực tiếp thâu tóm toàn bộ kho đan dược của thương hội phía bắc chu hiểu quan nhìn thương hội phía bắc treo biển nghỉ kinh doanh lập tức cười đến chảy nước mắt quả nhiên lần này chu hiểu quan ta đã đặt cược đúng hạo thiên tông thực sự không còn đang dược nữa rồi kho đang dược của thương hội phía bắc thực sự đã bán sạch ngày chu thị chúng ta trỗi dậy đã đến chu hiểu quan đem toàn bộ kế hoạch làm sao để chu thị y đường nổi lên trong tương lai nói hết cho ma đế vu hành vân ma đế đại nhân nghe xong vô cùng khen ngợi năng lực của hắn chu hiểu quan biết rằng những ngày tốt đẹp của mình đã sắp đến chu thị y đường chúng ta cuối cùng cũng sắp cuộc khởi rồi trời phù hộ chu thị những kẻ phản bội chúng ta trước đây lũ cẩu tặc kia cứ chờ đó ngày chu thị chúng ta trỗi dậy cũng chính là ngày các ngươi quỳ rạp dưới chân ta vẫy đuôi cầu xin chu hiểu quan nhìn vào núi gian dược cấp thấp trong nhà kho trong khoảnh khắc này chu hiểu quan cảm thấy mình sở hữu cả thế gian những viên đan dược này là nền tảng cho sự cuộc khởi của chu thị y đường cuối cùng dưới nhiều nỗ lực của chu hiểu quan chu thị y đường đã mở cửa trở lại nhìn vào chu thị y đường đã được làm mới chu hiểu quan biết rằng sẽ không lâu nữa tên của mình chu hiểu quan sẽ được cả thế gian ghi nhớ mỗi người nhắc đến chu hiểu quan mình sẽ nhớ rằng mình là nam nhân đã làm cho chu thị y đường cuộc khởi trở lại chu hiểu quan là nam nhân bước từ hậu trường ra sân khấu ngay khi chu hiểu quan đang suy nghĩ về cách đối mặt với sự tung hô của mọi người trong tương lai một tin tức từ hạo thiên tông đã được tung ra khi nhìn thấy tin tức này phản ứng đầu tiên của chu hiểu quan là ngươi đang nói cái quái gì với ta vậy đang dược dưới tam phẩm có thể trồng từ đất ngươi có muốn nghe lại xem ngươi đang nói gì không mặc dù chu hiểu quan ta không phải là một luyện đan sư hàng đầu nhưng ta cũng là một luyện đan sư chuyện trực tiếp trồng đan dược ra này không phải là lời người nói ngươi có biết không không chỉ chu hiểu quan nghĩ như vậy khi tin tức về tinh hà chi tinh được tung ra phản ứng của các bên cũng tương tự như chu hiểu quan đất có thể trồng ra đan dược hạo thiên tông các ngươi đã uống bao nhiêu rượu mới dám tung ra tin tức như vậy tuy nhiên khi các bên tìm hiểu thêm tin tức khó tin này đã được xác nhận bởi vì cách làm của hạo thiên tông rất đơn giản và thô bạo trực tiếp gửi các loại tinh hà chi tinh có hiệu quả khác nhau đến các thế lực trên khắp thế gian các thế lực nhận được tinh hà chi tinh sau khi thử nghiệm hiệu quả của nó đều choáng váng tại võ đế thành trịnh ngọc nhìn tinh hà chi tinh có ghi chú hiệu quả của hồi huyết đan trước mặt lập tức rạch tay mình sau đó lấy một miếng từ tinh hà chi tinh nuốt xuống sau đó tinh hà chi tinh phát huy tác dụng một luồng linh lực ngay lập tức giúp trịnh ngọc cầm máu và hồi phục nhìn vết thương đang dần lành lại trong đầu trịnh ngọc chỉ có một suy nghĩ đây là điều mà con người có thể làm sao sau đó trịnh ngọc thông qua các tin tức cũng biết được tinh hà chi tinh được sinh ra như thế nào một việt quốc lại là một việt quốc dưới sự chỉ dẫn của tinh hà sư huynh một việc quốc dựa vào thiên phú khủng khiếp của họ lại có thể trồng trực tiếp tất cả các loại đang dược dưới tam phẩm thậm chí hạo thiên tông còn không giấu giếm cách trồng trực tiếp công bố không phải hạo thiên tông quá kiêu ngạo chủ yếu là chỉ có hạo thiên tông mới có đệ tử một việc quốc người khác có được phương pháp trồng trọt cũng không có bất kỳ khả năng trồng thành công nào trịnh ngọc nhìn vào các ghi chép trên đó lúc này chỉ có một suy nghĩ tìm lại con chó đã ăn con chó đã ăn con chó ăn quản sự bị chặt tiếp tục chặt và cho con chó tiếp theo ăn sự ra đời của tinh hà chi tinh đã khiến cả liệt nhật đại lục chấn động. Các loại đan dược dưới tam phẩm có thể được trồng trực tiếp và sản lượng đã đạt đến trạng thái bùng nổ. Mấy ngày trước nghe nói phong đô vạn quỷ đại trận không thể sản xuất đan dược, sau lưng thực ra có không ít thế lực đang âm thầm chuẩn bị, muốn đợi đến khi đan dược cấp thấp của hạo thiên tông tiêu hao gần hết rồi mới đi chiếm lĩnh thị trường đan dược cấp thấp. Xét cho cùng, việc bán những đan dược cấp thấp này thực sự mang lại lợi nhuận, nhưng bây giờ những thế lực đã chuẩn bị trước đó đều khóc lóc thảm thiết bản thân họ đã chuẩn bị nguyên liệu thô tuyển dụng những luyện đan sư đầu tư vào đủ thứ để sản xuất đan dược với hy vọng kiếm được một khoản lớn nhưng bây giờ đừng nói đến việc kiếm tiền tất cả những gì họ đầu tư vào đều lỗ nặng bởi vì hạo thiên tông chỉ cần một mảnh đất chỉ cần các đệ tử của một việt quốc còn ở đó họ có thể trực tiếp làm cho đan dược mọc ra từ đất điều này hầu như không tốn kém gì nhiều làm sao những đan dược thông thường có thể so sánh với họ và điều đáng sợ hơn nữa là hiệu quả của tinh hà chi tinh không hề kém hơn so với đan dược thông thường một thứ gần như không có chi phí và sản xuất với số lượng lớn thử hỏi loại đan dược nào có thể cạnh tranh với nó các bên đều bị tinh hà chi tinh bất ngờ này làm cho choáng váng đến nỗi mọi người đều bỏ qua việc có một cửa hàng tên là chu thị y đường khai trương rồi đóng cửa ngay trong ngày một nam nhân tên chu hiểu quang vừa nói muốn tạo dựng lại sự huy hoàng đã bị một đại lão ma môn bí ẩn từ hư không đánh thành cho bụi. Những người có mặt lúc đó cho biết, đại lão hung thần ma môn bí ẩn đó trông rất giống vua hành vân, nhưng vì lúc đó mặt cả quá méo mó, không thể xác định có phải vua hành vân hay không. Tuy nhiên, so với sự tác động đối với các thế lực khác, tinh hà chi tinh mới thực sự có tác động lớn đến giới luyện đan. Giới luyện đan đã thay đổi chóng mặt chỉ sau một đêm, toàn bộ cục diện đã bị tinh hà chi tinh phá vỡ, các luyện đan sư đều than thở, sở tinh hà, ngươi định dùng sức một mình phá vỡ quy tắc của giới luyện đan sao từ trước đến nay luyện đan sư luôn là một nghề tương đối hiếm đừng nhìn linh hạt cung có vẻ như có rất nhiều luyện đan sư tam phẩm tứ phẩm nhưng đó là linh hạt cung đấy nhìn khắp cả liệt nhật đại lục đừng nói đến luyện đan sư tam phẩm tứ phẩm ngay cả một luyện đan sư nhất phẩm cũng có thể dễ dàng nuôi sống một gia đình nhỏ bằng nghề luyện đan ngay cả những luyện đan sư không có phẩm cấp như chu thị y đường trước đây chỉ cần hiểu một chút về luyện đan cũng có thể sống rất tốt vì vậy trong quá khứ chỉ cần là luyện đan sư có phẩm cấp đều là bảo bối ra ngoài người khác biết ngươi là luyện đan sư ai mà không đối xử tử tế ngay cả luyện đan sư nhất phẩm thấp nhất đối với nhiều người mà nói cũng là quý nhân trong những quý nhân còn đối với luyện đan sư nhị phẩm hoặc tam phẩm cao hơn ở nhiều thành thị nhỏ một luyện đan sư tam phẩm thậm chí còn được người ta gọi là đại sư xét cho cùng sau khi luyện đan sư đạt đến tam phẩm các loại đan dược có thể luyện chế đã rất nhiều hầu như đối với đại đa số người mà nói cả đời cũng không cần dùng đến những loại đan dược ngũ phẩm lục phẩm đó vì vậy ở liệt nhật đại lục rất nhiều người có ước mơ cả đời là trở thành một luyện đan sư ngay cả khi trở thành một luyện đan sư nhất phẩm cấp thấp nhất chỉ cần bước vào cửa cũng coi như là cá chép hóa rồng nhưng bây giờ sự ra đời của tinh hà chi tinh đồng nghĩa với việc một phát đá văn cái ngưỡng cửa của luyện đan sư từ nhất phẩm lên tam phẩm khá lắm trước kia luyện đan sư nhất phẩm coi như là nhập môn nhưng giờ luyện đan sư tam phẩm cũng chả là gì ngươi còn ở đó mà mày mò luyện đan à hạo thiên tông người ta đều mẹ nó có thể trực tiếp trồng ra đan dược tam phẩm rồi trước đây với luyện đan sư tam phẩm thứ đắt nhất kỳ thực không phải là dược liệu cần thiết để luyện đan mà là phí mời luyện đan sư tam phẩm luyện chế đan dược. Nhưng bây giờ, còn cần gì phí mời nữa, Hạo Thiên Tông đã nói rõ, tiếp theo thương hội phía Bắc sẽ dần dần bắt đầu bán ra tất cả tinh hà chi tinh trong phạm vi tam phẩm, mà những tinh hà chi tinh này có thể có được thuộc tính bình thường của tất cả đan dược trong phạm vi tam phẩm. Tin tức này vừa ra, toàn bộ giới luyện đan đều nổ tung cả lên. Ta mẹ nó một luyện đan sư tam phẩm, trước đây ở bên ngoài được người ta gọi là đại sư, bây giờ ta trực tiếp không ai thèm ngó tới rồi, có nghĩa là sau này ngưỡng cửa của luyện đan sư trực tiếp từ mẹ nó nhất phẩm bị kéo lên tam phẩm thậm chí tứ phẩm, luyện đan sư không đến tứ phẩm, ngay cả mẹ nó nhập môn cũng không tính là gì nữa à, Hạo Thiên Tông đây là muốn bức chết luyện đan sư cấp thấp sao? Cho nên vô số luyện đan sư cấp thấp tại chỗ liền thành lập liên minh phản tinh Hà Chi Tinh, trực tiếp tẩy. Chay tinh Hà Chi Tinh, Thậm chí có người còn nói tin tức mà Hạo Thiên Tông đưa ra trước đó căn bản là chuyện bịa đặt, tinh hà chi tinh của Hạo Thiên Tông tuyệt đối không thể rẻ như vậy được. Rất nhanh thương hội phía Bắc bên này công bố giá dự bán tiếp theo của tinh hà chi tinh các phẩm cấp, mà giá dự bán này vừa ra, tất cả luyện đan sư dưới tam phẩm trên toàn thiên hạ đều choáng váng, nhìn cái giá gần như còn chưa đạt đến giá vốn dược liệu trước đây, những luyện đan sư còn ôm tâm lý may mắn. Trực tiếp sụp đổ đối với những cái giá mà thương hội phía bắc đưa ra vô số luyện đan sư chỉ trời gào thét không thể nào căn bản không thể nào cái giá của ngươi là giá của người bình thường sao cái giá của ngươi ngay cả mẹ nó tiền của bản thân dược liệu cũng không kiếm lại được có biết không hả cho nên vô số luyện đan sư tại chỗ chỉ ra cái gọi là giá dự bán mà hạo thiên tông đưa ra chính là lừa người trên đời này tuyệt đối không thể xuất hiện đan dược rẻ như vậy nếu rẻ đến mức độ điên cuồng như vậy hạo thiên tông còn kiếm cái búa gì nữa Luyện đan sư cấp thấp các bên lời qua tiếng lại không hợp liền thành lập liên minh phản tinh hà chi tinh, vô số luyện đan sư hô vang khẩu hiệu Hạo Thiên Tông đây là không cho luyện đan sư cấp thấp đường sống. Đối mặt với sự liên minh của luyện đan sư cấp thấp, các bên cũng âm thầm quan sát, dù sao mọi người đều cảm thấy hành vi lần này của Hạo Thiên Tông tương đương với trực tiếp đập vỡ bát cơm của tất cả luyện đan sư cấp thấp, làm như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Đối với sự chất vấn của vô số luyện đan sư cấp thấp, Tư Mã Biên là người đầu tiên không nhịn được nữa những luyện đan sư cấp thấp các ngươi này thật sự là không biết sống chết các ngươi cho rằng tinh hà chi tinh của hạo thiên tông chúng ta giống như đang dược các ngươi luyện à chúng ta là trực tiếp trồng từ dưới đất lên ngươi có biết lúc ta nhìn thấy bọn người một bạch trồng ra các loại tinh hà chi tinh bị sản lượng của tinh hà chi tinh dọa đến hôm nay vẫn còn mất ngủ không hả còn về vấn đề giá thấp bị bên ngoài chất vấn tư mã biên mỗi lần nghĩ đến đây vừa cảm thấy khó chịu vừa âm thầm tán dương sự nhân nghĩa của tinh hà sư huynh vốn dĩ tư mã biên cùng đại trưởng lão nghiên cứu sau quyết định dựa theo giá chỉ thấp hơn một chút so với giá đang dược bình thường để tiến hành bán ra làm như vậy không chỉ có thể kiếm được nhiều tiền mà còn có thể cho những luyện đan sư cấp thấp khác trên thế gian một con đường sống xét cho cùng đại trưởng lão cũng là một luyện đan sư theo quan điểm của đại trưởng lão nếu trực tiếp hạ tất cả giá đang dược xuống mức thấp nhất thì sau này những luyện đan sư cấp thấp sẽ thực sự gặp khó khăn tuy nhiên đối với tuyên bố này của đại trưởng lão sở tinh hà đã trực tiếp nhảy ra phản đối đại trưởng lão nghĩ đến việc cho những luyện đan sư cấp thấp trên thế gian một con đường sống nhưng đại trưởng lão đã bao giờ nghĩ đến việc ai sẽ cho những người không có khả năng mua gian dược để cứu mạng một con đường sống chưa tư mã biên nhớ rõ ràng sau khi tinh hà sư huynh nói câu này tất cả mọi người trong dược vương cung đều im lặng đối với câu nói của đại trưởng lão về việc cho những luyện đan sư cấp thấp trên thế gian một con đường sống thực ra ban đầu nhiều sư huynh đệ trong dược vương cung đều bày tỏ sự đồng tình xét cho cùng mọi người đều là luyện đan sư Tuy nhiên, một câu nói của Tinh Hà sư huynh đã đánh thức tất cả mọi người có mặt. Luyện đan sư dù có tệ đến đâu, một luyện đan sư có thể nhập phẩm cũng không đến mức phải mất mạng. Tối đa là trước đây vẻ vang, bây giờ bị Tinh Hà chi tinh làm cho trở nên bình thường, nhưng điều này cũng đã cho những luyện đan sư một mục tiêu mới, muốn tiếp tục hưởng thụ sự tôn trọng như trước thì phải nâng cao năng lực của bản thân. Nhưng còn những người bình thường không đủ tiền mua đan dược thì sao? Trên thế gian này mỗi ngày có bao nhiêu người vì không đủ tiền mua một viên đan dược tam phẩm cứu mạng mà chỉ có thể chờ đợi cái chết, lại có bao nhiêu người đáng lẽ nên sống tiếp, nhưng chỉ vì giá đan dược quá cao mà phải lựa chọn từ bỏ, cho luyện đan sư phẩm con đường sống, ai lại cho người bệnh con đường sống? Vì vậy, cuối cùng Tinh Hà sư huynh vung tay lên, mới có giá được công bố hiện nay của thương hội phía Bắc. Tư Mã Biên tuy là một thương nhân, nhưng Tư Mã Biên càng là một đứa trẻ xuất thân nghèo khó. Vào khoảnh khắc đó, Tư Mã Biên dường như được đưa trở lại thời thơ ấu của mình. Lúc đó, ông nội là trụ cột của gia đình, ông nội một mình gánh vác cả gia đình khi đi làm ăn xa, nhưng cuối cùng khi ông nội nằm trên giường bệnh, cả nhà không đủ tiền mua một viên đan dược cứu mạng, Tư Mã Biên chỉ có thể bất lực nhìn ông nội ra đi. Cũng chính từ khoảnh khắc đó, Tư Mã Biên đã thề với trời, ta sẽ không bao giờ là một đứa trẻ nghèo nữa, ta phải trở thành người trên người, ta sẽ không bao giờ để bi kịch như vậy xảy ra với mình nữa. Sau nhiều năm, tư mã biên từng bước từ một đứa trẻ nghèo trở thành phân hội trưởng thương hội phía bắc của hạo thiên tông đã trở thành người trên người trong mắt hắn nhưng sau khi nghe những lời của tinh hà sư huynh tư mã biên mới nhận ra rằng người trên người như hắn đã quên mất ý định ban đầu của mình quên mất lý do tại sao hắn lại đi trên con đường này hắn lại trở thành bộ dạng như bây giờ sao tư mã biên may mắn nhưng hắn suýt quên mất rằng trên thế gian này còn có nhiều người bất hạnh hơn họ vì nghèo khó mà chỉ có thể bất lực nhìn người thân ra đi Tư Mã Biên đã vô số lần nghe người ta nói Tinh Hà Sư huynh là người nhân nghĩa như thế nào, nhưng vào khoảnh khắc này, khi nhìn Tinh Hà Sư huynh, hắn biết Tinh Hà Sư huynh đã không còn đơn giản là nhân nghĩa nữa, Tinh Hà Sư huynh là người có tấm lòng bao la với thiên hạ, nghèo thì lo cho bản thân, giàu thì giúp đỡ thiên hạ. Câu nói này luôn được treo trong thư phòng của Tư Mã Biên, Tư Mã Biên cũng cả ngày làm đủ loại việc thiện để tự nhận mình là người tốt, nhưng hôm nay sau khi nghe những lời của Tinh Hà Sư huynh, tư mã biên mới biết cái gọi là thiện của mình và thiện của tinh hà sư huynh hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau đối mặt với lợi ích tư mã biên ta trước tiên nghĩ đến là làm thế nào để kiếm được nhiều lợi ích hơn nhưng đối mặt với lợi ích tinh hà sư huynh nghĩ đến là làm thế nào để mang lại lợi ích cho nhiều người nghèo khổ hơn tinh hà sư huynh thật là đại thiện trời phù hộ hạo thiên tông trời phù hộ tinh hà sư huynh không ai phản bác tinh hà sư huynh một câu tất cả giá cả đều do tinh hà sư huynh quyết định giá thấp này có thể không làm cho tất cả mọi người đều mua được đan dược cấp thấp để chữa bệnh cứu mạng nhưng lại có thể làm cho nhiều người hơn mua được đan dược cứu mạng không đến mức trơ mắt nhìn người thân ra đi tư mã biên nhìn lại tất cả những gì tinh hà sư huynh đã làm trước đây lúc này mới hiểu tinh hà sư huynh đã không chỉ là người thiện nữa hắn đã là một vị thánh rồi hơn nữa tư mã biên đã tính toán một chút cho dù là hạ giá xuống mức này hạo thiên tông vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền dù sao chúng ta chỉ cần trồng trọc là có thể có được đan dược chi phí của những đan dược này thấp đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù là giá thấp như vậy, chúng ta kiếm được vẫn nhiều hơn trước đây. Rất nhiều. Việc định giá của tinh hà sư huynh ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người trong dược vương cung. Cuối cùng tất cả giá cả đều được quyết định theo giá mà tinh hà sư huynh đã định. Đối mặt với cái gọi là ly minh phản tinh hà chi tinh của vô số luyện đan sư cấp thấp, cũng như cái gọi là cho luyện đan sư cấp thấp một con đường sống, tư mã bi ngay lập tức nổi giận, ra lệnh cho người công bố lý do tại sao lại định giá thấp như vậy ra thế gian. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động, các bên sau khi nghe được lý do tại sao Hạo Thiên Tông lại định giá thấp như vậy đều im lặng. Ai lại chê tiền của mình nhiều, trước đây các bên nhìn thấy giá cả mà Hạo Thiên Tông đưa ra đều sững sờ, Hạo Thiên Tông đây là điên rồi sao? Tại sao lại định giá thấp như vậy? Đây là muốn ép chết tất cả luyện đan sư cấp thấp trên đời sao? Đây là muốn ép chết tất cả những người bán đan dược khác sao? Hạo Thiên Tông đây là muốn làm kẻ thù với tất cả luyện đan sư trên đời sao, nhưng sau khi nghe lời giải thích của Tư Mã Biên, các bên đều sững sờ. Bởi vì tất cả bọn họ khi nhìn thấy giá cả và liên minh phản tinh Hà Chi Tinh, điều đầu tiên nghĩ đến đều là âm mưu lợi ích, chỉ có duy nhất không ai nghĩ đến, sở tinh Hà không phải là không. Biết hậu quả của việc hạ giá, cũng không phải là không biết hạ giá sẽ khiến hạo thiên tông kiếm ít hơn rất nhiều chỉ là sở tinh hà đứng ở một góc độ mà không ai nghĩ đến để suy nghĩ cho từng người ở tầng lớp thấp nhất lúc này vô số người cảm thán sở tinh hà người này có thể nhận được truyền thừa của dược thánh tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên bởi vì hắn thật sự là tâm hoài thiên hạ tâm hoài nhân đức các bên mặc dù đều bị thiệt hại một khoản nhỏ vì đang dược cấp thấp không thể tiếp tục bán được nữa nhưng xét đến giá rẻ của tinh hà chi tinh về lâu dài đối với bất kỳ bên nào cũng đều có lợi nhưng tất nhiên không bao gồm ma môn vua hành vân nhìn kho đang dự cấp thấp chất đống như núi nỗi buồn đã tuôn trào thành sông khoảnh khắc này vua hành vân cuối cùng đã cảm nhận được nỗi buồn của nghiêm thủ kinh và đạm đài kính không phải là ý tưởng của vua hành vân ta không tốt chủ yếu là thủ đoạn của sở tinh hà cẩu tặc quá đê tiện ma đế đại nhân lần này không phải là ý kiến của ta đạm đài kính ở bên cạnh nhỏ giọng nói nhưng nghe thấy lời của đạm đài kính vua hành vân tức giận đến mức suýt chút nữa đã đập chết hắn ngay tại chỗ ngươi sao không trực tiếp nói đây là lỗi của vua hành vân ta đi không đúng không phải là vấn đề của vua hành vân ta mà là đạm đài kính ngươi nếu không phải ngươi lấy ra phệ hồn phiên nếu không phải ngươi thề thốt rằng có thể phá hủy phong đô vạn quỷ đại trận thì sẽ có ngày hôm nay sao vì vậy cái nồi này đạm đài kính ngươi phải cổng còn có nghiêm thủ kinh ta không phải đã bảo ngươi trà trộn vào nội bộ hạo thiên tông làm gián điệp sao một chuyện quan trọng như vậy tại sao nghiêm thủ kinh ngươi lại không báo cáo? Cái gì? Là ta nói bảo nghiêm thủ kinh ngươi gần đây đừng liên lạc, việc lớn như vậy, nghiêm thủ kinh ngươi không thể tự mình ra quyết định sao? Ta nói gì ngươi liền làm nấy sao, cái nồi này nghiêm thủ kinh ngươi cũng phải cổng, cho nên chuyện này tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào với vu hành vân ta, hoàn toàn là do nghiêm thủ kinh và đạm đài kính dưới tay ta quá phế vật. Vua Hành Vân lập tức liên lạc với Nghiêm Thủ Kinh, lớn tiếng chất vấn nghiêm thủ kinh tại sao không báo tin quan trọng như vậy cho ma môn kết quả hỏi đến nghiêm thủ kinh ngơ ngác cái gì ma đế đại nhân ngươi có nói lý không là ngươi nói ta ra tay quá nhiều bảo ta ít liên lạc gần đây ta vì để không ra tay quá nhiều ta đều bế quan rồi chuyện tinh hà chi tinh ta một chút cũng không biết nghiêm thủ kinh ủy khuất đến sắp khóc ma đế đại nhân ngươi có cần mặt mũi không ta ra tay phải cổng nồi ta không ra tay cũng phải cổng nồi nghiêm thủ kinh ta treo ai ghẹo ai ta đến hạo thiên tông không phải làm gian tế, ta là đến cổng nồi cho ma môn sao, khó chịu, nhớ tiểu Thúy Nhi. Đã hơn 100 ngày rồi chuyện tinh hà chi tinh cuối cùng cũng lắng xuống, nhưng tâm tình sở tinh hà không thể nào bình tĩnh được. Lần này tinh hà chi tinh ra đời, cuối cùng sở tinh hà định giá thấp như vậy không chỉ là vì để tông môn kiếm ít hơn một chút, nguyên nhân chủ yếu là sở tinh hà xuất thân từ Kháo Sơn Thôn. Kháo Sơn Thôn cũng là một nơi nghèo khổ, khi còn nhỏ sở tinh hà đã chứng kiến vô số bi kịch nhân gian, mà lúc đó nếu có tinh hà chi tinh, có lẽ những bi kịch này đều có thể tránh được. Cho nên khi định giá, Sở Tinh Hà không chút do dự lựa chọn giá thấp nhất. Tông môn có thể tổn thất ít lợi nhuận, cũng có thể dựa vào tinh hà chi tinh giúp đỡ nhiều người hơn, một công đôi việc. Tuy nhiên, dù là định giá thấp nhất, tinh hà chi tinh bởi vì nguyên nhân sản xuất đặc thù của nó, lần này thương hội phía Bắc là không ai có thể ngăn cản được. Ngươi nghe đại trưởng lão nói với Tư Mã Biên những lời đó đi. Tư Mã Biên, tiếp tục cố gắng, ta rất coi trọng ngươi năm nay trở thành phó hội trưởng Hạo Thiên Thương hội. Đây mẹ nói là vấn đề coi trọng hay không sao? Đại trưởng lão ngươi chỉ thiếu trực tiếp tuyên bố Tư Mã Biên là phó hội trưởng Hạo Thiên Thương hội tiếp theo. Tư Mã Biên kích động đến mức quỳ xuống ngay tại chỗ, cảm tạ ân tình bồi dưỡng của đại trưởng lão, cũng cảm tạ Tinh Hà sư huynh hậu ái đối với thương hội phía bắc, Tư Mã Biên nhấn mạnh hai chữ hậu ái, âm thanh này nặng đến mức Sở Tinh Hà suýt nữa không chịu nổi trước đây thương hội phía bắc tuy tiếp nhận sinh ý của chu thị y đường chiếm cứ một phần lớn thị phần đan dược cấp thấp tuy nhiên thị phần đan dược cấp thấp rất lớn hạo thiên tông cũng không thể chiếm hết nhưng bây giờ với sự xuất hiện của tinh hà chi tinh ai mà còn thèm mua đan dược cấp thấp nữa chứ người nhìn xem bây giờ các bên bán đan dược đều chuyển sang mua đan dược cấp cao tặng kèm đan dược cấp thấp rồi không còn cách nào khác không tặng kèm thì chẳng ai thèm mua nữa tư mã biên bây giờ đắc ý lắm nhưng ngay khi Sở Tinh Hà cảm thán rằng cuối năm nay Tư Mã Biên chắc chắn sẽ trở thành phó hội trưởng, Mã Lương không biết từ xó xỉnh nào nhảy ra. Ngươi là một đệ tử ngoại môn, ngươi suốt ngày lãng vãng trong nội môn, ngươi còn biết xấu hổ không? Nghe nói phòng cũ của Mã Lương còn được giữ lại, các ngươi đang phá vỡ quy tắc môn phái, các ngươi có biết không? Mã Lương là một đệ tử ngoại môn, hơn nữa còn là loại cả đời không được thăng cấp, các ngươi làm như vậy có thích hợp không? Nhưng chưa kịp để Sở Tinh Hà suy nghĩ xem có nên phê bình Mã Lương một trận hay không, thì nghe thấy Mã Lương tiếp động mang đến một tin xấu hoàn toàn mới, tin Hà Sư Huynh, Tư Mã Biên muốn trở thành phó hội trưởng không dễ dàng như vậy đâu. Lưu Thành Thanh Sư Đệ của ta đã mang theo phệ hồn phiên xuất phát rồi, đây là kế hoạch biểu diễn nửa cuối năm của Lưu Thành Thanh Sư Đệ, xin tin Hà Sư Huynh xem qua, Mã Lương đưa một quyển kế hoạch dày khoảng 4 ngón tay đến trước mặt sở tinh Hà. Mở quyển kế hoạch ra chỉ nhìn một cái, sở tinh Hà đã choáng váng. trời ạ, à, chuyện xảy ra lần trước ở nhạc trường hạo thiên tông đã lan truyền khắp thiên hạ, đến nay các đại lão các phương vẫn còn hỏi khi nào mới lấy lại chí tôn cốt bây giờ tin tức về các buổi biểu diễn của lư thành thanh vừa ra người ta đã phát điên lên để đặt chỗ đây không còn là vấn đề cháy vé nữa mà là trực tiếp bùng nổ nhưng vì không bán vé nên không dễ xác định cho ai vào không cho ai vào vì vậy lư thành thanh đã nghĩ ra một giải pháp ngay tại chỗ đó là xác định thứ tự ưu tiên vào xem dựa trên mức độ kính ý trời ạ à, tin tức này vừa ra các bên liền nhau nhau gửi tặng kính ý, để có thể xem buổi biểu diễn đầu tiên. Nghe nói bây giờ kính ý dưới 100 linh thạch, hạo thiên lâu của Lư Thành Thanh cũng không nhận nữa. Lý do rất đơn giản, 100 linh thạch căn bản không thể thể hiện kính ý, Lư Thành Thanh ngươi đang chơi trò hội viên nạp tiền trước với ta à, tính đến thời điểm Mã Lương mang quyển kế hoạch này đến, kính ý mà Lư Thành Thanh nhận được đã đạt đến một con số khổng lồ. Nghe nói gần đây hạo thiên lâu không tuyển nhạc công nữa, mà chuyển sang tuyển kế toán, không còn cách nào khác, kính ý quá nhiều, khó tính toán, thậm chí Lưu Thành Thanh còn đích thân mời Âu Dương Minh chế tạo một khối thánh khí kính ý bản có thể cập nhật theo thời gian thực, ngươi nghe xem có quá đáng không, ngươi dùng thánh khí làm bản xếp hạng, ngươi có lịch sự không, Lưu Thành Thanh đã tuyên bố, thương hội phía bắc của tư mã biên tuy chiếm thiên thời địa lợi, nhưng hạo thiên lâu của ta cũng có nhân hòa, chức phó hội trưởng cuối năm nay, Lưu Thành Thanh ta nhất định phải có, ngươi nghĩ thương hội phía Bắc của ngươi bán đang dược là kiếm được nhiều à? Lưu Thành Thanh ta sẽ dùng sự thật cho ngươi biết, chúng ta làm nghệ thuật bình thường không ra tay thì thôi, một khi chúng ta ra tay kiếm tiền thì các ngươi bán đang dược cũng không phải là đối thủ, ngươi chưa từng nghe câu, nghệ thuật là vô giá, sao? Đối với tuyên bố hồng hồn của Lưu Thành Thanh, sử bưu của thương hội phía Đông có điều muốn nói. Phân hội của sử bưu ta cũng là do đích thân Tinh Hà sư huynh tạo ra. Trước đây ta thấy thu nhập của các ngươi không tốt, cho nên ta chưa bao giờ tổ chức bất kỳ hoạt động nào. Ta sợ ta kiếm được quá nhiều sẽ khiến các ngươi mất mặt. Nhưng bây giờ hai ngươi lại dám nhòm ngó vị trí phó hội trưởng của Sử Bưu ta, gì có thể nhịn, nhưng chú cũng không thể nhịn được đúng không? Vì vậy Sử Bưu đã ngay lập tức tung ra lễ hội mua sắm Hạo Thiên, quyết tâm đè bẹp Tư Mã Biên và Lư Thành Thanh. Sở Tinh Hà nghe tin tức do Mã Lương gửi đến lúc này ngoài việc trấn áp lôi ảnh thì hắn thật sự không thể làm gì khác các ngươi làm vậy là để tranh giành vị trí phó hội trưởng sao các ngươi muốn liên thủ để hại chết ta đúng không bốn phân hội lớn trước đây ta vẫn luôn cho rằng tầng hướng tiền là tên phản bội lớn nhất bây giờ xem ra tầng hướng tiền mới là phúc tinh thật sự của ta ít nhất hắn không ngày nào cũng nghĩ cách đâm sau lưng ta đúng không các ngươi cứ việc tranh giành vị trí phó hội trưởng đi sở tinh hà ta nhất định sẽ đưa tần hướng tiền lên vị trí hội trưởng của hạo thiên thương hội đến lúc đó ta sẽ để tần hướng tiền đối phó thật mạnh với mấy tên phản bội các ngươi vừa trấn áp lôi ảnh vừa nói mã lương ngươi không có việc gì quan trọng hơn sao cút nhanh đi được không ta sắp không trấn áp được lôi ảnh nữa rồi kết quả nghe thấy việc quan trọng trong miệng tinh hà sư huynh mã lương lập tức lên tiếng tinh hà sư huynh chuyện đó huynh đã biết chưa sở tinh hà đầy đầu dấu chấm hỏi Chuyện nào vậy, Mã Lương ngươi lại muốn gây ra chuyện gì nữa đây, ngươi có thể tạm dừng một chút không? Ngươi ra tay quá dày đặc rồi, Tinh Hà sư huynh ta có chút không chịu nổi nữa rồi. Sau đó Mã Lương đã nói ra, việc quan trọng trong miệng hắn. Hạo Thiên Tông gia đại nghiệp đại, cho nên ngày thường tự nhiên cũng có không ít thế lực đến cửa cầu xin giúp đỡ. Đối với những thế lực này, thông thường Hạo Thiên Tông cũng sẽ giúp đỡ một tay nếu có thể, các loại tài nguyên cũng sẽ cho mượn nếu có thể đương nhiên rồi là phải trả lãi tuy nhiên hạo thiên tông dù sao cũng là chính đạo đệ nhất thiên hạ cho nên lãi suất thường nằm trong phạm vi hợp lý đa số thế lực đối mặt với thế lực khổng lồ như hạo thiên tông tự nhiên là không dám không trả nhưng không phải nhà nào cũng có khả năng trả nợ cho nên cứ như vậy qua nhiều năm tài nguyên mà hạo thiên tông cho mượn vẫn có một phần chưa được trả đúng hạn mã bưu sư huynh chính là người phụ trách đòi nợ nhưng ai cũng biết việc đòi nợ là khó nhất những người thật sự không trả nổi, hạo thiên tông thông thường cũng sẽ cho hoãn lại nếu có thể, dù sao đệ nhất thiên hạ cũng không thể bức người ta đến chết đúng không? Gần đây Mã Lương ngày nào cũng rong chơi trong linh hạt cung, cứ thế trò chuyện với Mã Bưu Sư Huynh rất hợp ý, hiểu được nỗi khổ của Mã Bưu Sư Huynh khi đòi nợ, Mã Lương đã ngay lập tức đứng ra, Mã Bưu Sư Huynh, Huynh cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho Mã Lương ta lo liệu, những kẻ không biết điều đó, ta nhất định sẽ cho bọn hắn biết thế nào là hối hận, vì vậy, Mã Lương quyết định trong thời gian tới sẽ cùng với Mã Bưu Sư huynh đi khắp nơi đòi nợ. Nghe xong lời Mã Lương, Sở Tinh Hà lập tức vui. Mừng đến phát khóc, Mã Lương sư đệ, cuối cùng ngươi cũng định làm chút việc có ích rồi sao? Việc ngươi vừa nói muốn giúp Mã Bưu Sư huynh đòi nợ, sư huynh ta đây ủng hộ ngươi bằng cả hai tay. Trên đời này còn có việc gì khó hơn đòi nợ nữa không? Đòi nợ không phải là cứ cầm giấy nợ đến, người ta nhìn thấy rồi nói, a, à, đến hạn rồi à, vậy ta trả cho ngươi những kẻ quyệt nợ không chịu trả tiền kia chúng có thể nghĩ ra cả vạn lý do để không trả bao nhiêu năm nay ngay cả hạo thiên tông chúng ta cũng không đòi được những khoản nợ đó mã lương ngươi đi thì có ích gì nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng chỉ cần mã lương ngươi đi theo mã bưu sư huynh đòi nợ thì sau này ngươi hoàng toàn không có cơ hội đâm lén ta nữa cho dù ngươi hoàn toàn không đòi được những khoản nợ đó cũng không sao đến lúc đó bất kể ai trong tông môn nói gì về ngươi hay mã bưu sư huynh tinh hà ta đây sẽ nhảy ra đối đầu với bọn họ bao nhiêu ngày qua sở tinh hà cuối cùng cũng nghe được tin tốt rồi vì vậy sở tinh hà đã ngay lập tức động viên mã lương nói rằng những khoản nợ của tông môn là chuyện lớn vì vậy ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đối với sự động viên của tinh hà sư huynh mã lương ngay lập tức nói rằng sư huynh cứ yên tâm mã lương ta đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tiễn mã lương với vẻ mặt đầy tự tin ra về sở tinh hà kích động đến mức hát vang bài chúc mừng phát tài chúc mừng ngươi phát tài chúc mừng ngươi rực rỡ đi đi mã lương hãy bắt đầu con đường đòi nợ của ngươi đi đi mã lương hãy đi tận hưởng cảm giác thất bại khi đòi nợ đi tin tức về việc nhị mã đi đòi nợ dưới sự lan truyền của mã bưu sư huynh người có cái miệng còn kín hơn cả người chết cơ bản đã lan khắp cả tông môn đối với chuyến đi đòi nợ lần này sở tinh hà thậm chí còn không nói gì chỉ cần nghe các sư huynh đệ khác nói là đủ rồi ta cảm thấy lần này Mã Bưu sư huynh và Mã Lương sẽ không thuận lợi lắm. Mấy tông phái đó nợ bao nhiêu năm rồi, nghe nói đại trưởng lão đã đích thân đến tận cửa hai ba lần mà vẫn không đòi được. Mấy tông phái này quá đáng như vậy, sao không trực tiếp diệt bọn hắn đi? Người nói những lời tàn nhẫn như vậy chính là một bạch sư đệ khi nghe tin. Đối với lời nói của một bạch sư đệ, Phùng Phi sư huynh ngay lập tức lên tiếng, "Một bạch sư đệ, ngươi vẫn còn quá trẻ, những lời này sau này nên nói ít đi." Sau đó, phùng phi sư huynh cũng dùng sự thật để nói cho một bạch biết tại sao hạo thiên tông không diệt mấy nhà đó không phải là không đủ sức mạnh mà là bởi vì hạo thiên tông chúng ta là chính phái một bạch sư đệ ngươi có biết cách làm mà ngươi vừa nói rất có phong cách ma môn không chính đạo chúng ta là phải có mặt mũi mặc dù mấy kẻ quyệt nợ đó rất quá đáng nhưng bọn hắn cũng là chính đạo hơn nữa ngày thường cũng không có hành vi đê tiện nào khác thậm chí còn nói với bên ngoài là đồng minh của hạo thiên tông và bọn hắn cũng không nói ra bên ngoài là mình có tiền mà không trả. Bọn hắn nói với bên ngoài là nhà mình thật sự không trả nổi, trong trường hợp này nếu Hạo Thiên Tông thật sự diệt bọn hắn, thì thử hỏi danh dự của tông môn đệ nhất thiên hạ còn hay không, thế nào gọi là dư luận đáng sợ, cho dù Hạo Thiên Tông là đệ nhất thiên hạ, đôi khi vẫn phải giữ thể diện. Mặc dù đây là một vị trí mà nếu không đủ tà nhẫn thì không ngồi vững, nhưng sự tà nhẫn này cũng phải biết lựa thời điểm. Thật sự diệt mấy tên đó, đến lúc đó bất kể biết hay không biết người ta sẽ nói hạo thiên tông vì mấy đồng tiền mà diệt cả đồng minh hạo thiên tông còn mặt mũi nào nữa không đến lúc đó những kẻ có ý đồ sẽ không nói hạo thiên tông là vì đòi nợ mà ra tay mà sẽ gán cho ngươi tội danh tàn sát đồng minh thế nào hạo thiên tông còn có thể diệt hết tất cả mọi người sao vậy thì hạo thiên tông là đệ nhất tông môn chính đạo hay đệ nhất tông môn ma môn đây một bạch tuy rất tức giận nhưng cũng đồng ý với cách nói của phùng phi sư huynh bởi vì đây chính là sự khác biệt giữa chính đạo và ma môn ma môn có thể hoàn toàn không cần mặt mũi nhưng chính đạo thì không được vì vậy ngay cả phùng phi sư huynh cũng không hề lạc quan về hành động đòi nợ lần này của nhị mã sáng sớm hôm sau nhị mã đã lên đường đại trưởng lão đích thân tiễn nhị mã rời đi ban đầu đại trưởng lão thậm chí còn định đích thân dùng truyền tống trận để đưa nhị mã đi may mà bị sở tinh hà ngăn lại sở tinh hà nói với đại trưởng lão gần đây ta đang học về truyền tống trận đang ở giai đoạn mấu chốt xin hãy cho ta một cơ hội để thể hiện bản thân cuối cùng sau khi đại trưởng lão gật đầu sở tinh hà mới thở phào nhẹ nhõm và đích thân sắp xếp truyền tống trận cho mã bưu và mã lương cho đến khi ánh sáng của truyền tống trận biến mất sở tinh hà mới thở phào nhẹ nhõm nếu để đại trưởng lão ra tay việc đòi nợ có thành công hay không thì chưa nói chắc chắn mã bưu và mã lương sẽ không thể trở về sau khi tiễn mã lương đi sở tinh hà cảm thấy vô cùng thoải mái Mỗi ngày không còn phải lo lắng về việc Mã Lương bất ngờ nhảy ra từ phía sau và đâm hắn một nhát dao. Cuộc sống cuối cùng cũng trở nên vui vẻ hơn. Tuy nhiên, những ngày vui vẻ này chỉ kéo dài khoảng 10 ngày thì nhị mã đã trở lại, ngay khi nhận được tin, Sở Tinh Hà đã chạy ra sơn môn và khi nhìn thấy Tinh Hà sư huynh, Mã Lương đã bật khóc. Tinh Hà sư huynh, bọn họ thật sự quá vô liêm sỉ, ta, ta đã phụ lòng mong đợi của sư huynh, nghe những lời này của Mã Lương, sở tinh hà suýt chút nữa đã không nghiện được mà nhảy một điệu chúc mừng phát tài cho mã lương mã lương à mã lương ngươi cũng có ngày hôm nay cuối cùng ngươi cũng biết thế nào là lòng người hiểm ác rồi sao cuối cùng ngươi cũng biết thế nào là vô liêm sĩ rồi sao trên đời này có rất nhiều người còn vô liêm sĩ hơn ngươi mã lương à ngươi đã vui vẻ đi đòi nợ và trở về nhà trong sự đau buồn và phẫn quất chẳng mấy chốc sở tinh hà đã biết được từ mã lương và mã bưu những gì đã xảy ra trong mười ngày qua điểm dừng chân đầu tiên của nhị mã là lạc nhật tông nghe cái tên này thì biết tông môn này chắc chắn không tốt lành gì đại trưởng lão của lạc nhật tông đã đích thân tiếp đón mã lương và mã bưu và trước khi mã lương kịp mở miệng đại trưởng lão của lạc nhật tông đã nói chúng ta nợ hạo thiên tông rất nhiều tiền đã nhiều năm rồi chúng ta luôn cảm thấy lo lắng chúng ta luôn nghĩ đến việc trả nợ từng giây từng phút nhưng chúng ta có lòng mà không có sức hoàn cảnh không cho phép sau đó là đủ loại than khóc nghèo khổ khiến mã lương không thể nói ra những lời cay nghiệt đã chuẩn bị và bị người ta đuổi ra khỏi lạc nhật tông lạc nhật tông còn đỡ mấy gia tộc sau đó còn quá đáng hơn không chỉ than nghèo mà còn dẫn mã lương đi xem cảnh nghèo khổ của các đệ tử trong môn phái đó đâu phải là đệ tử tông môn mã lương nhìn thấy từng người còn thảm hơn cả đệ tử thợ mỏ của hạo thiên tông trước đây hắn chết lặng tại chỗ trước đây khi nghe Tần Hướng Tiền nói rằng có rất nhiều người muốn đến Thiên Nhất Linh Khoáng làm đệ tử thợ mỏ, Mã Lương còn nghĩ rằng liệu có chút phóng đại nào trong đó không, nhưng sau khi nhìn thấy đại ngộ của các đệ tử ở mấy gia tộc này, Mã Lương chợt nhận ra rằng đại ngộ của đệ tử thợ mỏ quá cao, trong 10 ngày, nhị Mã đã đến 8 tông môn, và kết quả như mọi người đã thấy, họ trở về tay trắng, thậm chí có hai gia tộc trơ tráo còn hỏi Mã Lương có thể cho vay thêm chút nữa không thậm chí mã lương suýt chút nữa đã đồng ý may mắn thay vào giây phút cuối cùng mã lương nhận ra rằng chúng ta đến đây là để đòi nợ mười ngày sau nhị mã trở về tay trắng và đến gặp đại trưởng lão báo cáo toàn bộ quá trình đòi nợ lần này đối với sự thất bại của nhị mã đại trưởng lão dường như đã lường trước được không hề tỏ ra thất vọng thậm chí còn an ủi mã lương và mã bư mã bư thì không sao dù sao sau khi tiếp nhận công việc này hắn cũng đã ra ngoài vài lần về cơ bản kết quả đều không khác gì lần này khi những người khác trong tông môn nghe tin hai người trở về tay không họ không quá ngạc nhiên bởi vì hầu hết mọi người đã đoán trước được kết quả này sở tinh hà cũng vui mừng an ủi mã lương và nói rằng mã lương hãy tiếp tục cố gắng tinh hà sư huynh vẫn luôn tin tưởng ngươi nhưng mã lương không thể chấp nhận kết quả này mã lương ta là tâm phúc số một của tinh hà sư huynh ta đã bao giờ làm tinh hà sư huynh thất vọng chưa ngươi nhìn xem lần này ta trở về với bộ dạng mất mặt Tinh Hà Sư Huynh tuy nhiều lần an ủi ta rằng thắng bại là chuyện thường tình của người làm tướng, nhưng lần này ta đã làm Tinh Hà Sư Huynh thất vọng lớn rồi, Tinh Hà. Sư Huynh rất tin tưởng ta, ngay cả khi ta thất bại lần này, Tinh Hà Sư Huynh cũng không trách ta, nhưng Mã Lương ta không thể vượt qua được trở ngại này trong lòng. Đối với sự bướng bỉnh của Mã Lương, lần này sở Tinh Hà không hề lo lắng, Mã Lương, ngươi muốn đòi nợ như thế nào thì cứ làm như thế, lần này Tinh Hà Sư Huynh ta sẽ không cản ngươi những kẻ quyệt nợ đó là người mà người bình thường có thể đối phó được sao, thậm chí có thể cả vận rủi và vận khí cũng không thể giải quyết được bọn họ. Vì vậy, lần này tinh hà sư huynh ta có kẻ quyệt nợ chống lưng để đối đầu với vận khí và vận rủi, hỏi làm sao mà thua được. Vì vậy, sở tinh hà trực tiếp dặn dò mã lương, đừng vì một, hai, ba, bốn, thậm chí vô số lần thất bại mà bỏ cuộc. Mã lương à mã lương, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ chịu trách nhiệm về công việc đòi nợ của tông môn chúng ta. Ngươi và Mã Bưu sư huynh sau này sẽ là người đứng đầu đội đòi nợ của tông môn chúng ta. Chỉ cần Mã Lương ngươi tiếp tục kiên trì, ngươi nhất định sẽ phát hiện ra rằng mình không thể nào thất bại mãi mãi, dù sao thì trên đời cũng phải có hai kẻ quyệt nợ thay đổi tâm tính chứ. Đối với sự kỳ vọng lớn lao của Tinh Hà sư huynh, Mã Lương vô cùng cảm kích, đồng thời cũng tự kiểm điểm về thất bại lần này của mình. Nguyên nhân chính của thất bại lần này là do những kẻ quyệt nợ này quá vô liêm sỉ, hắn căn bản không ngờ rằng họ lại có nhiều cách không cần mặt như vậy và điều quan trọng nhất là hắn không có kinh nghiệm mã lương vốn tưởng rằng đòi nợ chẳng qua là đến nói với người ta rằng đã đến lúc trả tiền sau đó nói vài câu nặng lời đối phương sợ hãi sẽ trả tiền nhưng sự thật chứng minh không phải như vậy những tông môn nợ tiền này đều khóc lóc kể khổ mã lương không phải là không biết nói lời nặng cũng không phải là không có đe dọa nhưng vừa mở miệng đe dọa người ta đã nói chúng ta là đồng minh của hạo thiên tông chúng ta đã đổ máu vì hạo thiên tông mã lương không phải là không muốn đứng trên lập trường đạo đức để trừng phạt họ nhưng họ căn bản không có đạo đức thì làm sao mà trừng phạt bằng đạo đức được vì vậy sau khi suy nghĩ kỹ càng mã lương cảm thấy cách tốt nhất là tìm một số sư huynh sư tỷ có kinh nghiệm đòi nợ để học hỏi từ đó đột phá bản thân mới không phụ lòng kỳ vọng của tinh hà sư huynh nhưng mã lương đã đi khắp hạo thiên tông kết quả khiến hắn rất sốc các sư huynh sư tỷ ở các cung điện đều tỏ ra ngơ ngác khi nghe Mã Lương đến xin chỉ giáo kinh nghiệm đòi nợ. Đòi nợ? Đòi nợ gì? Chúng ta nào có kinh nghiệm đó, Mã Lương nhìn ánh mắt hoang mang của các sư huynh sư tỷ, suýt nữa thì khóc. Lúc này Mã Lương mới nhận ra, các sư huynh sư tỷ nói không sai, đệ tử của Hạo Thiên Tông đa phần đều xuất thân cao quý, ngươi nhìn xem loại người như Cốc Phong, động một tí là nói ra thế mình bình thường, nhưng đây không phải là cốc phong khiêm tốn bởi vì có rất nhiều huynh đệ đồng môn giỏi hơn nhà cốc phong cốc phong thực sự cảm thấy gia đình mình tầm thường vì vậy những huynh đệ đồng môn có xuất thân cao quý như vậy làm sao có kinh nghiệm đòi nợ người khác chứ ngay cả một số huynh đệ đồng môn có xuất thân bình thường trong tông môn cũng không có kinh nghiệm như vậy vì vậy con đường học hỏi của mã lương đã bị phá vỡ ngay từ khi nó chưa bắt đầu mã lương thực sự lo lắng ta là cánh tay phải đắc lực nhất của tinh hà sư huynh, đệ tử đầu tiên trong lịch sử của tông môn bị đầy vào ngoại môn và không bao giờ được phép thăng cấp vào nội môn, mã lương, trưởng lão tương lai của hạo thiên tông, ta sẽ chịu thua trước những kẻ quyệt nợ đó sao, vì vậy, mã lương rất không phục, nhưng không phục cũng vô ích, hắn hoàn toàn không tìm được người có kinh nghiệm đòi nợ để dạy mình, ngay cả phùng phi sư huynh, người trước đây phụ trách việc này, cũng. Nói rằng hắn không có kinh nghiệm thành công, nhưng hắn có thể nói chuyện với mã lương về kinh nghiệm thất bại nhưng kinh nghiệm thất bại thì có ích lợi gì chứ ngay khi mã lương tuyệt vọng hắn đến luyện khí cung cái gì kinh nghiệm đòi nợ âu dương gia chúng ta không có âu dương gia chúng ta luôn nợ tiền không trả làm sao chúng ta có cơ hội đòi nợ ngươi muốn có kinh nghiệm đòi nợ thì không có nhưng nếu ngươi muốn nghe về những năm chúng ta làm kẻ bùng nợ chúng ta có thể kể cho ngươi nghe âu dương minh nói xong thuận tay cầm tinh hà chi quan cắt một quả linh vân quả trông giống dưa lưới, đúng vậy, ca ca ta nói đúng, từ trước đến nay chỉ có Âu Dương gia chúng ta nợ tiền người khác, tuyệt đối không thể có ai có cơ. Hội để Âu Dương gia chúng ta đi đòi nợ. Âu Dương Linh thuận tay cầm một miếng linh vân quả vừa ăn vừa nói. Tuyệt đối không thể có ai vay được một xu từ Âu Dương gia chúng ta, đừng nói đến tiền. Một cái bánh bao cũng không thể, một mảnh vải rách cũng đừng hồng lấy đi, muốn tiền gì chứ mạng của âu dương gia chúng ta ở đây một xu cũng không có mã lương sư huynh không có việc gì thì cứ về đi việc này âu dương gia chúng ta không giúp được ngươi à đúng rồi nếu có gia tộc khác đến hạo thiên tông chúng ta để tìm âu dương gia chúng ta đòi tiền xin mã lương sư huynh làm phiền báo cho họ biết âu dương gia chúng ta hôm trước luyện khí không cẩn thận làm nổ lò tất cả đều chết sạch chết không toàn thay ngay cả di vật cũng bị thiêu rụi không có bất cứ thứ gì để trả lại cho họ âu dương linh nói xong nhiều đệ tử âu dương gia nhao nhao gật đầu cho biết sư tỷ nói đúng mã lương chết lặng hạo thiên tông chúng ta còn có thứ này sao âu dương gia các ngươi còn có điểm mấu chốt không các ngươi hiện tại ở hạo thiên tông một năm tiêu thụ một triệu linh thạch các loại linh binh cứ thế mà chế tạo ra âu dương gia các ngươi giàu đến mức nào rồi các ngươi đã giàu như vậy vẫn cứ nhất quyết làm kẻ quyệt nợ sao hả âu dương gia các ngươi nghiện quyệt nợ à hơn nữa âu dương gia các ngươi còn tệ hơn cả những kẻ quyệt nợ mà ta từng gặp trước đây ta đi đòi nợ mấy nhà kia nhìn thấy mã lương ta họ tự nhiên biết là đến đòi nợ nhắc đến chuyện nợ nần trong mắt người ta ít nhiều cũng có chút xấu hổ nhưng ngươi nhìn âu dương gia các ngươi xem đừng nói là xấu hổ từng người các ngươi còn có vẻ rất tự hào nữa chứ âu dương gia các ngươi không cần mặt mũi nữa à nhưng trong khi cảm thán mã lương không rời đi Câu nói đó nói thế nào nhỉ? Chỉ có kẻ quyệt nợ còn tệ hơn mới có thể đánh bại kẻ quyệt nợ. Hạo Thiên Tông chúng ta tuy không có người giỏi đòi nợ, nhưng chúng ta có kẻ quyệt nợ siêu hạng. Hơn nữa các ngươi không chỉ quyệt nợ, Âu Dương Gia các ngươi còn không có điểm mấu chốt. Một kẻ quyệt nợ siêu hạng không có điểm dừng như vậy chẳng phải là người mà Mã Lương ta cần sao. Tối hôm đó, Mã Lương trực tiếp ở lại luyện khí cung, cùng với Âu Dương Gia thỉnh giáo chi tiết về các kinh nghiệm quyệt nợ nghe âu dương gia kể về những ngày tháng họ làm kẻ quyệt nợ ở liệt nhật đại lục tam quan của mã lương không ngừng bị làm mới mã lương không khỏi cảm thán trước đây chỉ biết danh tiếng âu dương gia không tốt không ngờ danh tiếng âu dương gia đã không còn là vấn đề tốt hay không tốt nữa mà là hoàn toàn thối nát rồi được không ta chỉ là một người nghe chuyện cũng muốn thay mặt chính nghĩa tiêu diệt các ngươi những chuyện mà âu dương gia các ngươi đã làm Ma môn nghe xong cũng phải rơi lệ nói rằng sao con người có thể vô sĩ đến mức này. Nhưng sự vô sĩ của Âu Dương Gia các ngươi chẳng phải là thứ mã lương ta cần bay. Giờ sao, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ Âu Dương Gia, sáng sớm hôm sau, mã lương dẫn theo Âu Dương Linh cùng với những người khác của Âu Dương Gia một lần nữa lên đường đòi nợ. Trạm dừng chân đầu tiên, mã lương dẫn Âu Dương Linh đến Lạc Nhật Tông, nơi đã thất bại trước đây đối với việc người của hạo thiên tông quay lại lạc nhật tông không hề hoảng loạn vẫn là đại trưởng lão lạc nhật tông tiếp đón nhiệt tình nhưng kỳ lạ là mã lương phát hiện âu dương linh dẫn đầu tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đòi nợ đây là chuyện gì vậy âu dương sư muội chúng ta không phải đến đòi nợ sao chúng ta không nên chủ động mở lời sao chẳng lẽ đợi lạc nhật tông chủ động trả tiền điều này hoàn toàn không thể nào được không nhưng vì tin tưởng âu dương sư muội mã lương không nói gì thêm ngày đầu tiên âu dương sư muội yêu cầu đại trưởng lão lạc nhật tông dẫn mọi người đi tham quan toàn bộ lạc nhật tông trong quá trình tham quan âu dương sư muội đã tiến hành thương lượng hữu nghị về liên minh nhiều năm giữa lạc nhật tông và hạo thiên tông không khí hòa hợp đến mức mã lương cảm thấy kỳ lạ thậm chí trong quá trình thương lượng âu dương sư muội còn nói rằng lạc nhật tông từ trước đến nay luôn là đồng minh tốt nhất của hạo thiên tông mối quan hệ hữu nghị giữa hạo thiên tông và lạc nhật tông là không thể phá vỡ bất kỳ thế lực bên ngoài nào cũng không thể phá hoại còn về một chút tài nguyên mà lạc nhật tông nợ hạo thiên tông hạo thiên tông không vội vàng yêu cầu lạc nhật tông trả lại đại trưởng lão lạc nhật tông vô cùng cảm động nói âu dương linh không hổ là phụ linh sư đệ nhất thiên hạ cuộc gặp mặt hữu nghị ngày đầu tiên của hai bên diễn ra trong không khí hòa hợp ngày thứ hai Âu Dương Linh dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão Lạc Nhật Tông đã thị sát luyện khí đường của Lạc Nhật Tông. Đối với trình độ luyện khí lạc hậu của Lạc Nhật Tông, Âu Dương Linh chủ động đề nghị giúp đỡ, đại trưởng lão Lạc Nhật Tông kích động không thôi. Mã Lương vốn tưởng rằng sự giúp đỡ mà Âu Dương sư muội nói chỉ là lời nói dối, nhưng sự thật chứng minh Âu Dương sư muội tuyệt đối không phải là người nói dối, ngay hôm đó toàn bộ Âu Dương gia đã đến Lạc Nhật Tông, bắt đầu chỉ điểm việc luyện chế linh binh cho Lạc Nhật Tông. Sự thật chứng minh rằng, trình độ của Âu Dương gia quả nhiên là vô địch thiên hạ, dưới sự chỉ dẫn mạnh mẽ của họ, các luyện khí sư của Lạc Nhật Tông hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng vì thế mà trong lòng những luyện khí sư của Lạc Nhật Tông sinh ra niềm khao khát đối với phương pháp luyện khí đáng sợ của Âu Dương gia. Mã Lương nhìn đến đây thì hoàn toàn ngơ ngác, "Cái gì vậy, Âu Dương sư muội, chúng ta đến đây để đòi nợ mà, chứ đâu phải đến giúp Lạc Nhật Tông, ngươi đang làm cái gì vậy?" ngay khi mã lương còn đang hoang mang âu dương linh tuyên bố rằng từ hôm nay âu dương gia sẽ thường trú tại lạc nhật tông không truyền dạy đến nơi đến chốn cho đệ tử lạc nhật tông thì âu dương gia quyết không rời đi điều này khiến ngay cả tông chủ lạc nhật tông cũng phấn khích có thể được âu dương gia truyền thụ ngày lạc nhật tông vương lên chỉ còn trong tầm tay đêm đó tông chủ lạc nhật tông tổ chức một yến tiệc hoành tráng để chào đón âu dương gia đến chỉ dạy luyện khí cho tông môn cả buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ ít nhất thì âu dương gia rất vui vẻ chỉ là trong quá trình tiệc gia chủ âu dương minh nói rằng mình không uống được rượu nên sẽ dùng mì thay rượu để kính các vị ở lạc nhật tông nghe qua việc dùng trà thay rượu thì đã nghe rồi nhưng dùng mì thay rượu thì tông chủ lạc nhật tông nghe mà ngơ ngác nhưng dẫu sao khách là chủ họ kính mình thì mình phải ăn chứ vậy nên tông chủ lạc nhật tông đành gồng mình mà tiếp nhưng khi Âu Dương Minh Kính đến bát mì thứ 12, những người còn đứng nổi ở Lạc Nhật Tông chỉ còn lại không tới một phần ba. Tông chủ Lạc Nhật Tông ăn mà không dám ở, sợ rằng ở một cái lại phun ra cả một bát mì lạnh. Cứ tưởng dùng mì thay rượu là kết thúc, ai ngờ đó mới chỉ là khởi đầu. Phụ linh sư đệ nhất thiên hạ Âu Dương Linh sau khi ca ca nàng hoàn tất, đứng dậy và đề xuất dùng thịt chân giò thay rượu để tiếp tục kính các đại lão Lạc Nhật Tông, còn biểu diễn uống liền ba bát chân giò to ngay tại chỗ khi âu dương linh hoàn tất việc dùng chân giò thay rượu không còn ai ở lạc nhật tông có thể đứng vững nữa ở yến tiệc của người khác thì thường là uống nhiều quá mà say nhưng yến tiệc của lạc nhật tông này thì toàn là ăn nhiều quá mà ngất bị nâng đi trong tình trạng nôn mửa toàn bộ lạc nhật tông bị quét sạch nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó yến tiệc mới chỉ là giữa chừng âu dương gia đang ăn uống vui vẻ làm sao có thể vì chủ nhân rời đi mà kết thúc chứ vì vậy Âu Dương Linh phất tay mạnh mẽ, mọi người cứ ăn thỏa thích đi, đêm đó, toàn bộ gia súc trong Lạc Nhật Tông không con nào thoát khỏi. Tai họa, nghe nói con heo cưng của đại trưởng lão Lạc Nhật Tông cũng bị Âu Dương Linh làm thành heo sữa quay. Toàn bộ Lạc Nhật Tông khóc lóc, nhưng ngay khi họ còn đang bàn hoàng, sáng sớm ngày hôm sau, Âu Dương Linh đã tìm đến tông chủ Lạc Nhật Tông, Triệu Hưng. Triệu tông chủ, lần này chúng ta từ Hạo Thiên Tông đến giúp đỡ Lạc Nhật Tông đây là cách đãi khách của các ngươi sao sáng sớm thế này mà không có nổi bữa sáng cho chúng ta nghe đến hai chữ bữa sáng triệu hưng kích động đến mức nôn ra nửa cái chân giò đây chẳng phải là lỗi của lạc nhật tông không chuẩn bị bữa sáng ngay cả con heo cưng của đại trưởng lão cũng bị các ngươi ăn mất rồi bây giờ lạc nhật tông thực sự không còn gì để ăn nữa triệu hưng vừa nôn chân giò vừa sai người đi mua đủ loại thực phẩm nhưng đến trưa đám thực phẩm mua về đã bị âu dương gia ăn sạch sẽ tối hôm đó lạc nhật tông khẩn cấp mua thêm một đống thực phẩm nhưng vừa mua về âu dương linh đã lên tiếng buổi chiêu đãi tối qua rất làm chúng ta hài lòng đúng như câu lễ thượng vãng lai đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục mở tiệc xem như là cảm ơn lạc nhật tông các vị triệu hưng nghe mà người ngốc hẳn đi cái gì lời cảm ơn này quá nặng nề rồi hay là thôi đi nhưng âu dương linh chẳng cho triệu hưng cơ hội phản ứng trực tiếp ra lệnh cho đám đầu bếp của lạc nhật tông những kẻ mệt mỏi đến chỉ còn nửa mạng, tiếp. Tục chuẩn bị yến tiệc. Tại buổi tiệc này, gia chủ Âu Dương Minh lại dùng thịt kho tàu thay rượu để kính các vị ở Lạc Nhật Tông. Những người ở Lạc Nhật Tông còn chưa nôn hết chân giò và mì lạnh từ hôm qua thì đã bị đưa đi nửa chừng buổi tiệc. Ngày thứ ba, sáng sớm Âu Dương Linh tìm đến Triệu Hưng, nói rằng sau hai ngày ăn yến tiệc, Âu Dương Gia cũng bắt đầu đuối sức, nên đêm nay dù thế nào cũng không thể tổ chức tiệc được nữa. Nghe xong lời của Âu Dương Linh, Triệu Hưng xúc động đến mức khóc ròng. Nhưng tối hôm đó, Âu Dương Linh chỉ vào người của Âu Dương gia và nói: "Tối nay không có yến tiệc, mọi người không cần phải gò bó như trước nữa, cứ ăn thỏa thích đi." Sau đó, Triệu Hưng nhìn Âu Dương gia hoan hỷ ăn sạch toàn bộ Lạc Nhật Tông, đêm đó, toàn bộ đầu bếp của Lạc Nhật Tông đồng loạt xin nghỉ việc, các đại sư phụ nói: "Tông chủ à, chúng ta còn cha mẹ già, còn con cái nhỏ, có trả thêm bao nhiêu tiền cũng không làm nổi nữa." làm thêm vài ngày nữa thì mạng của chúng ta cũng chẳng còn đâu đêm ấy đại trưởng lão lạc nhật tông vừa nôn thịt kho tàu vừa thức suốt đêm đi gom tiền mang toàn bộ số nợ của hạo thiên tông đến phòng của mã lương và khẩn cầu hắn nhanh chóng rời khỏi mã lương nhìn số nợ được mang đến mà ngớ người nhưng vừa chuẩn bị đồng ý thì âu dương linh lên tiếng lời của đại trưởng lão sai rồi âu dương gia chúng ta đến đây là để giúp đỡ lạc nhật tông chứ không phải để đòi nợ mã lương sư huynh trả lại số tiền này cho đại trưởng lão đi Chúng ta không vội, chúng ta phải dạy bảo luyện khí sư của Lạc Nhật Tông cho cẩn thận, Âu Dương Linh lộ vẻ mặt chính trực, muốn chúng ta đi sao? Còn lâu nhé, đêm đó, đại trưởng lão Lạc Nhật Tông vừa nôn thịt kho tàu vừa khóc ngất ngoài cửa phòng của Âu Dương Linh, Âu Dương Linh là người đã nói thì làm, đã nói chỉ dạy thêm một ngày thì tuyệt đối không thể rời đi ngay. Khi ngày chỉ dạy cuối cùng kết thúc, Âu Dương Linh đề xuất, ngày mai Âu Dương gia chúng ta sẽ rời đi tổ chức một bữa tiệc tiễn biệt có phải là hợp lý không tông chủ lạc nhật tông triệu hưng vẻ mặt u sầu nói âu dương đại sư không phải chúng ta không muốn tổ chức tiệc tiễn biệt mà là không còn đầu bếp nữa rồi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha